đến ngày 23-24 tháng Chạp âm lịch, trên đất đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, quê hương đội hùng binh Hoàng Sa, người dân địa phương lại tổ chức nghi thức truyền thống dựng lều tại các tòa nhà dinh miếu. Từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch trở đi, trên đảo Lý Sơn diễn ra tục dựng cây nêu, nơi dựng nêu sớm nhất là ở Lăng Lăng Tân, xã An Vĩnh, nơi thờ tự ngài Đại tướng Nam Hải, theo cách gọi của ngư dân miền biển. Ở Lăng Lăng Tân, cây nêu được dựng vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch, vì đây là ngày kỵ của ông Nam Hải. Sau đó, vào 0 giờ sáng ngày 24 tháng Chạp, tất cả 24 tòa dinh miếu trên đất đảo Lý Sơn mới bắt đầu đồng loạt dựng nêu. Theo phân cấp, những dinh miếu nào lớn được dựng trước, phân cách thứ bậc hẳn hoi. Cây nêu dựng ở các dòng tộc trên đảo thường phải đến ngày 29 tháng Chạp âm lịch, nếu là tháng thiếu, và 30 tháng Chạp âm lịch mới được dựng. Khi những cây nêu được dựng lên, trong các dinh miếu, đình làng thường xuyên diễn ra các lễ cúng theo phong tục của người Lý Sơn. Những người có uy tín nhất của làng đứng ra làm chủ lễ trong lễ tế. Đây là dịp con cháu, dòng tộc tiền hiền, hậu hiền trên đảo tưởng nhớ các bậc cha ông mãi mãi nằm lại dưới biển khơi trong hành trình dòng thuyền dựng vươn khơi ra biển Hoàng Sa, Trường Sa, Cắm Mốc và biển đảo chủ quyền từ hàng trăm năm trước. Nhân ngày Tết cổ truyền dân tộc, lễ cũng còn cầu nguyện cho một năm mới quốc thái dân an, nông dân đắc tài, ngư đắc lợi. Sau lễ cúng, người dân trong làng ngồi quanh các tòa dinh miếu cùng nhau bàn tính chuyện làm ăn sang năm mới. Việc hàn huyên ở đây thường kéo dài đến tận khi hạ cây nêu, thường vào thời gian từ mùng 7. Nét đẹp văn hóa ngày Tết với những phong tục rất riêng của người dân đảo Lý Sơn vẫn cứ thường tồn như vậy vào mỗi độ Tết đến xuân về.